Quý vị nhớ là dù ở nhà cũng vậy, tụng kinh không nhất thiết là phải có đủ bài bản, là nguyện hương, rồi đảnh lễ, rồi tán lư hương, rồi chú đại bi, rồi vô kinh, rồi bát nhã, rồi chú vãng sanh, rồi niệm Phật Di Đà, rồi tụng bài sám, rồi hồi hướng, rồi phục nguyện, rồi tự quy y. Cái đó là một nghi thức chư tổ soạn ra. Nhưng mà chúng ta có quyền cắt bớt hay là thêm thắt tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe, gia cảnh của mình. Không ai bắt tội lỗi gì hết, bởi vì có tu là quý, còn hơn mình không có tu niệm gì hết. Cho nên đừng có lo, cứ tiếp tục hành trì cái này tốt chứ không sao hết, không có tội lỗi gì hết. Phật không có rảnh đi bắt buộc tội lỗi mình mấy cái chuyện này đâu.